Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, các chuyên gia và giới doanh nghiệp cho rằng việc kết nối cung cầu hàng hóa đóng một vai trò quan trọng, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, liên kết phát triển thương hiệu, đầu tư sâu về chất lượng hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng Việt. Theo đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, hàng Việt đã dần khẳng định được vị thế tại thị trường trong nước. Nhiều doanh nghiệp Việt đã có bước phát triển và vươn lên, tạo dựng được thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu lớn của nước ngoài. Hơn 2 năm nỗ lực vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đang hoạt động rất tích cực, nỗ lực tạo chuỗi liên kết, hình thành mối quan hệ hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người tiêu dùng, tiếp cận với thị trường mới. Nhiều chương trình kết nối giao thương, tạo chuỗi liên kết, đưa hàng Việt đến người tiêu dùng đã được triển khai. Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của địa phương, mà còn giúp các doanh nghiệp có cơ hội kết nối với các kênh phân phối, nhà bán lẻ. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối truyền thống hiện đại, tích cực củng cố và phát triển thị trường trong nước. Được tổ chức thường xuyên, liên tục, ví dụ như là hội nghị kết nối giao thương, hội chợ triển lãm, trực tuyến, trực tiếp, tạo ra nhiều kết nối giữa các doanh nghiệp. Bộ Công Thương cho biết, việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị hàng Việt lên một tầm cao mới. Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam được công nhận là thương hiệu quốc gia, thương hiệu mạnh, thương hiệu uy tín, hàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ ở trong nước mà đã định danh ở nhiều thị trường trên thế giới. Để nâng cao giá trị của hàng Việt, trong vai trò thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình kích cầu nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên quy mô toàn quốc. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam, đây là một cái hoạt động rất có ý nghĩa. Bình Dương tiếp nối cái sự thành công của cái cuộc vận động này, sẽ tiếp tục triển khai những cái chương trình mang cái hoạt động thiết thực và hiệu quả. Bình Dương cũng đã có tổ chức triển khai 4 cái phiên chợ đưa hàng Việt về khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Thì đây là những cái hoạt động mà mang tính thiết thực, cụ thể như là những cái chuyến đưa hàng Việt về nông thôn tại khu cụm công nghiệp thông qua các tổ chức cái buổi hội chợ cũng như là buổi kết nối giao thương tại các những cái siêu thị cũng như là tại những cái hoạt động của ở huyện thị xã. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các chương trình kết nối cung cầu, tuần hàng Việt, hội chợ, triển lãm chuyên đề hàng Việt được tổ chức ngày càng chuyên sâu và hoạt động chuyên nghiệp hơn. Các nhà cung ứng, nhà phân phối tiếp xúc trực tiếp, trao đổi những vấn đề cụ thể về sản phẩm, số lượng hàng, hình thức thu mua, chế biến, bao tiêu. Trong khuôn khổ hợp tác, các địa phương đã chủ động triển khai tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng địa phương để liên kết, sản xuất hàng hóa đạt chất lượng, hình thành các chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, mở rộng sản xuất trong nước và phát triển vào hệ thống phân phối nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi thì cũng mong từ phía cơ quan nhà nước đó là bằng các hình thức đó là tổ chức nhiều cái cuộc xúc tiến thương mại giữa các vùng miền để từ đó các cái doanh nghiệp của các vùng miền được giao lưu và bán cái sản phẩm chéo cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm của địa phương mình tới cái địa phương đó để người tiêu dùng ở địa phương ví dụ như ở trong Nam hoặc là ngoài Bắc biết được những cái sản phẩm của nhau và người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn được những cái sản phẩm đặc sản của từng vùng miền. Thì thông qua các cái xúc tiến thương mại cũng như hội chợ triển lãm hoặc là festival và kêu gọi được nhiều doanh nghiệp của các tỉnh thành hội tụ lại với nhau để quảng bá những cái sản phẩm đặc sản của địa phương mình. Thì hiện nay là bên doanh nghiệp của chúng tôi đang cần là sự kết nối của nhà nước và các cái đơn vị giống như là Sở Công Thương rồi là tất cả các ban ngành khác để đưa vào cái hệ thống siêu thị. Trước mắt là đưa vào cái hệ thống siêu thị để mình phục vụ cho nó lan tỏa, nó rộng, rồi sau đó là triển khai xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên và vùng phía Bắc luôn. Theo ghi nhận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa đạt hiệu quả trong mối liên kết cung cầu, tiêu thụ hàng hóa, bản thân các doanh nghiệp cần tăng cường công tác mở rộng thị trường trong nước, đầu tư để xây dựng thương hiệu cho hàng Việt. Mặt khác,
tại các địa phương khi xây dựng các chương trình kết nối cần phát triển đa dạng loại hình doanh nghiệp, tổ chức kết nối mạnh mẽ trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, không ngừng đổi mới hình thức kinh doanh, đồng thời kết hợp với chương trình bình ổn thị trường, xây dựng nông thôn mới, chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để tạo thêm sức mạnh cho hàng Việt ngày càng lan tỏa.